Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối tay game Xiaomi với Android TV Box. Thì đây là tay game Xiaomi. Để kết nối với Android TV Box thì các bạn làm theo hướng dẫn sau. Các bạn bật Bluetooth của máy và bấm đè nút Mi thì dùng 5 đến 6 giây. Các bạn sẽ thấy đây nó nhận thiết bị. Bạn click vào để tiến hành kết nối hai thiết bị với nhau. Khi mà kết nối thành công thì nút Mi này nó sẽ không còn nhấp nháy như hồi nãy nữa và cái tay cầm sẽ rung lên một tiếng. Thì báo hiệu được kết nối thành công. Bằng cách này các bạn có thể di chuyển điều khiển thì bóc bằng tay cầm này. Sau đây mình xin demo với các bạn game Big Baby điều khiển bằng tay cầm game Xiaomi. Các bạn có thể tìm game này trên Google Play Store. Các bạn có thể thấy là đây nó đã tự nhận game bắt. Các bạn có thể điều khiển bằng tay game. Mình đang điều khiển tay game. Dùng tay thì dùng thì được chiêu cũng bằng tay game luôn. Thấy mình đã dùng được chiêu để tăng tốc. Thì mình xin kết thúc bài hướng dẫn tại đây. Còn nhiều game khác hỗ trợ tay game lắm. Mình xin giới thiệu trong các bài video tiếp theo.